Bảo sinh viên nằm mũ chống quay cướp, nhưng sinh viên mang hẳn tạo hình hóa trang Halloween lên phòng thi. Một cô giáo tại trường đại học Philippines vì lo ngại các sinh viên sẽ tìm mọi cách để quay cướp trong kỳ thi, nên đã quyết định học tập cách làm của một trường học Thái Lan, cho sinh viên của mình tạo ra những chiếc mũ chống quay cướp. Theo đó, mỗi sinh viên sẽ tự làm một chiếc nón kiểu cây nhà lá giường để hạn chế tối đa tầm nhìn ở phía hai bên và được yêu cầu đội trong suốt thời gian làm bài thi. Cứ như thế, những chiếc mũ chống quay cướp phiên bản hóa trang Halloween đã ra đời với vô vàn các chất liệu mang tính có gì dùng đó máng cả thế giới lên hai bên đầu như hộp đựng trứng, túi giấy, khăn tắm, móc quần. Các kiểu con đà điểu khiến giám thị coi thi 3 phần áp lực, 7 phần buồn cười. Đoạn clip nhanh chóng được viral trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng bật cười để lại bình luận. Hokage ở làng lá lớp phi trên biển cũng phải đi thi. Này mà có Việt Nam thì chắc tôi mua luôn đầu lân đội cho nó chiến quá.